truyền thông Ấn Độ cho biết đám cưới của cô dâu Kavya Rewan, 32 tuổi, người đồng sáng lập thương hiệu trang sức xa xỉ The Owl House và vị hôn phu Rusang Sa là một trong 10 sự kiện quan trọng nhất nước này trong năm 2019. Hôn lễ của cặp đôi chính thức diễn ra ngày 9 tháng 3, ở khu nghỉ dưỡng GVK Marriott Phú Quốc Emerald Bay. Tuy nhiên, cặp đôi đã thuê chọn resort trong vòng 4 ngày liên tục, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 3, để đón những vị khách đặc biệt vốn thuộc tầng lớp thượng lưu tại Ấn Độ. Cô dâu Kabia Rihwan là nữ tỷ phú có tiếng trong giới doanh nhân tại Ấn Độ. Cô là đồng sáng lập thương hiệu thời trang xa xỉ The Owl House vào năm 2012. Chỉ trong vòng vài năm, thương hiệu này đã nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ và được nhiều ngôi sao thế giới lựa chọn. Cô cũng từng góp mặt trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi nổi bật tại Ấn Độ. Vị hôn phu của Kabia là Rusang cũng là một người có địa vị trong giới thượng lưu tại Mumbai, Ấn Độ, theo India Times. Rusang Sa sở hữu công ty chuyên cung cấp dịch vụ an ninh cho các doanh nhân, chính trị gia, cha của Rusang, ông Nitin Sa cũng là một tỷ phú. Sau 3 năm tìm hiểu, Kabia và Rusang quyết định tổ chức đám cưới xa xỉ tại khu nghỉ dưỡng 5 sao GVK Marriott tại Bãi Khem, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam, là khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế do tập đoàn Marriott International, Bí, quản lý, tại Việt Nam, nằm trong hệ thống này còn có Gm Marriott Hà Nội nơi Tổng thống Donald Trump chọn lưu trú trong đợt hội nghị thượng đỉnh Mỹ, chiều vừa diễn ra. Khu nghỉ dưỡng gồm 234 phòng, siêu, căn hộ và villa được thiết kế dựa trên câu chuyện giả tưởng về Đại học Lamax những năm đầu thế kỷ 20. Tất cả gian phòng đều được phủ vẻ đẹp xa hoa, với ban coni rộng rãi mở rộng tầm nhìn ra bờ vịnh xanh. Trong phòng nghỉ của khách sạn, những người tham dự sẽ nhận được lịch trình của sự kiện và có trang phục riêng cho từng hoạt động giống như một lễ hội lớn bữa tiệc hoàng gia sẽ bắt đầu vào mùng 8 giờ tối cùng với nhiều nghi thức ấn tượng trên hệ thống đặt phòng. Resort cũng cho biết ngưng nhận khách trong thời gian này, vì toàn khu nghỉ dưỡng đã được đặt cho một sự kiện đặc biệt. Để chuẩn bị cho đám cưới đáng nhớ của mình, cô dâu Kabia Riwan ký hợp tác độc quyền với Emirates từ Potesta Design, người đã thiết kế thiệp mời cho đám cưới của cô. Mỗi tấm thiệp mời có màu đơn sắc đều được viết tay và cá nhân hóa đính kèm tem và gửi đến Royal Group trong một chiếc hộp hình lục giác tinh tế. Đám cưới của cặp đôi diễn ra với 11 nghi lễ lớn nhỏ. Phần tiệc cưới diễn ra tại Phú Quốc với các đêm tiệc với chủ đề, màu sắc, trang phục khác nhau. Cặp đôi đại gia Ấn Độ đã thuê những người mẫu và nghệ sĩ trình diễn cho đám cưới, khiến không khí sự kiện càng thêm phần đẳng cấp và thời trang như mong muốn của cô dâu Kabia Riwan. Gần 700 khách mời thuộc tầng lớp quý tộc, người nổi tiếng Ấn Độ đã được mời tới Phú Quốc cô dâu chú rể đã thuê hẳn hai máy bay của hãng hàng không Vietjet để làm nhiệm vụ chuyên chở khách mời từ Mumbai và New Delhi đến địa điểm tổ chức đám cưới tại Phú Quốc. Lý Nhã Kỳ là sao Việt duy nhất được tỷ phú Ấn Độ mời dự tiệc cưới xa hoa tổ chức tại Phú Quốc, thậm chí người đẹp Việt còn được mời cho hàng ghế VIP. Khách tham dự tiệc cưới được thưởng thức các bữa tiệc sang trọng với hàng trăm món ăn của các quốc gia trên thế giới, từ món Ấn, món Âu, món Nhật đến món Việt. Những buổi tiệc cưới trong 7 ngày có đến 225 người phục vụ, trong đó 30 người lên kế hoạch. 45 đầu bếp, 5 phụ bếp, còn lại là nghệ sĩ từ hơn 10 nước đến để phục vụ lễ cưới. Thức ăn của bữa tiệc cũng được vận chuyển bằng chuyên cơ từ Ấn Độ sang. Theo tiết lộ của ban tổ chức, để đám cưới diễn ra một cách ý nghĩa, mang đậm chất giới quý tộc, cô dâu Kabia đã lên ý tưởng từ trước đó rất lâu. Chi phí của lễ cưới này sẽ được giữ bí mật nhưng theo ban tổ chức con số này không hề nhỏ. Sau đám cưới hoành tráng, Cô dâu tỷ phú người Ấn Độ Kabia Rewan bày tỏ cảm xúc rằng đảo Phú Quốc và những con người dễ mến nơi đây đã để lại cho cô cùng gia đình. Bạn bè ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Ngay mùng 10 tháng 3, sau 4 ngày lưu lại khu nghỉ dưỡng 5 sao JVK Marriott để tham dự một trong những lễ cưới sang trọng bậc nhất thế giới, hầu hết khách mời lên đường trở về Ấn Độ vào lúc 14 giờ chiều trên hai chuyến bay thẳng được bao trọn gói của hãng Vietjet Air riêng cô dâu tỷ phú Kabia cùng chú rể Rusang sẽ còn lưu lại đảo Phú Quốc thêm vài ngày để thăm thú hết hòn đảo du lịch nổi tiếng của Việt Nam mà lần đầu họ đặt chân tới. Thông qua đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Xanh Châu, cô Kabia gửi lời cảm ơn cùng những lời chúc tốt lành tới đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Kiên Giang. Huyện Phú Quốc cùng hàng nghìn nhân viên khách sạn GVK Marriott đã hết lòng giúp cho lễ cưới của cô thành công mỹ mãn riêng cô dâu Kabia còn cho biết mình hết sức bất ngờ và xúc động khi đón nhận món quà lưu niệm quý giá là chuỗi vòng ngọc trai mà lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao tặng. xúc động là bởi theo cô biết đại diện tỉnh Kiên Giang đã đến nơi diễn ra hôn lễ từ chiều. do nghi lễ kết hôn theo phong tục Ấn Độ khá dài, cô đã nghĩ lãnh đạo địa phương sẽ không thể chờ được. ấy vậy mà món quà đã được trao hết sức trân trọng cho cô dâu Kabia với sự chứng kiến của chú rể cùng gia đình hai bên vào lúc 22 giờ đêm. với cô dâu Kabia, chú rể Rusang cũng như gần 700 khách mời tới dự lễ cưới những ngày lưu lại đảo Phú Quốc thật sự thay đổi mạnh mẽ nhận thức của họ về đất nước và con người Việt Nam. Với nhiều người Ấn Độ, Việt Nam vẫn còn là một đất nước nghèo nàn thời hậu chiến tranh. Họ hoàn toàn không thể ngờ Việt Nam có những địa điểm tuyệt vời như đảo Phú Quốc. Nhiều vị khách đã thốt lên rằng điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Điều thứ hai khiến các vị khách đại gia đến từ Ấn Độ bất ngờ và thú vị chính là thái độ niềm nở cùng phong cách phục vụ hết sức tận tình, chú đáo, chuyên nghiệp mà cũng rất đẳng cấp của người Việt Nam. Cụ thể ở đây là đội ngũ nhân viên khách sạn GVK Marriott đại sứ châu còn tiết lộ thêm rằng gia đình cô dâu khẳng định họ sẽ là cầu nối để đưa hàng ngàn thậm chí hàng triệu người ấn độ khác tới việt nam và đảo phú quốc trong đó chắc chắn sẽ có những cặp đôi triệu phú tỷ phú khác chọn phú quốc làm nơi tổ chức lễ cưới